Em nhận phục hồi băng la nia cho anh em. Em nhận phục hồi băng la nia cho anh em nha. Ở đây có ông khách nguyên bộ này, là có ông khách ở ở Long An. Đây. Thủ thừa. Long An, thủ thừa Long An. Bình thủ thừa Long An. Bốn cây cốt cộng với một bịch đây. Em nhận phục hồi các chi tiết máy cho anh em gần xa nha, ở gần thì mang tới em, anh em ở xa cứ chuyển qua đường bưu điện giúp em. Đây bốn cây cốt em phục hồi băng, em có chu tôi đầy đủ cho anh em hết. Ở đây tất cả em đều qua chu tôi hết cho anh em nha, đảm bảo độ bền cho băng anh em sử dụng. Bạc nhông chuyền, anh giới thiệu những cái bạc nhông chuyền đây. Anh em nào có nhu cầu đóng bạc trung gian bằng thao, hân hạnh được phục vụ anh em nha. Đây, đây bạc này em đóng gồi nha anh em. Đây là cái mèo. Mèo ở đây em có chu to cho anh em luôn, đầy đủ. Anh em xem hài lòng ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Đây có ông khách ở Long An. Nay em chuyển dầu cho khách. Đây là cúc đùi của máy gặt DC70. Ở đây em phục hồi băng la nia là em điều qua chua tôi hết cho anh em nha. Đảm bảo độ bền băng sử dụng cho anh em, cho anh em sử dụng. Đây là cái cúc bơm. Cúc bơm em cũng có chua luôn. Đầy đủ hết cho anh em. Anh em xem hài lòng ủng hộ cho em nha. Hoàng Mai hân hạnh được phục vụ nha. Hoàng Mai 0907 790079. Anh em ở xa anh em cứ đóng gói gửi tất cả, gửi bưu điện giúp em. Anh em ở xa anh em cứ đóng gói gửi bưu điện giúp em nha. Em ra tất cả bưu điện gần nhất của nhà, gần nhất chỗ vị trí anh em đang ở. Anh em gửi cho em. Hoàng Mai hân hạnh được phục vụ anh em nha. Hoàng Mai 0907 790079. Ở đây chụp cúc đùi là em phục hồi cho anh em là bằng cách là em đắp bằng máy hàng mít, rồi em phai, rồi em chu to đầy đủ cho anh em hết để đảm bảo độ bền băng anh em sử dụng thoải mái. Mê ơi cũng vậy, mê ơi đặc biệt của em đây là em phục hồi cho anh em là phục hồi trên mê ơi jean nha. Cái là cái băng này là băng phục hồi nha anh em, giới thiệu đây là băng phục hồi chứ không phải là băng jean nha. Băng phục hồi em đã phục hồi rồi mà em phục hồi trên cái mê ơi jean luôn cho anh em luôn, phục hồi trên mê ơi jean luôn, không đóng nòng hay thắp băng cho anh em nha. Không đóng nòng thắp băng gì hết, em phục hồi trực tiếp trên cái mê ơ duyên cho anh em luôn. Anh em sử dụng yên tâm. Không đóng nòng thắp băng nha, cái mê ơ này nè. Mê ơ là em phục hồi trên mê ơ duyên luôn. Anh em cứ đóng gói tất cả mặt hàng cần phục hồi gửi bưu điện gần nhất chỗ nơi anh em đang ở. Hoàng Mai hân hạnh được phục vụ anh em gần xa nha, từ Bắc vô Nam. Hoàng Mai 0907 790079. Cúc bơm, cúc đùi của máy gặt DC, mê ơi, bạc nhông chuyền. Cảm ơn anh Bình ở Thủ Thừa Long An gửi cho em nha, số điện thoại anh đây.